cho anh em gọi là cái cách ghép cái cầu thang xoáy ở cái điểm đầu tiên ở đây nhá. Đây này, cái điểm đầu tiên ở đây này. Đấy, để ghép được thành công một cái cầu thang xoắn thì bạn chỉ cần lấy được cái điểm đầu tiên ở đây, là bạn cứ lân dần lên là bạn sẽ ghép được thành công một cái cầu thang xoắn nhá, cực dễ hiểu. Nhiều bạn chứ có cái thắc mắc với mình là bảo là cái điểm đầu tiên này tại sao anh chứ phải trừ đi tận 27 phân 28 phân. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cụ thể để cho các bạn không còn thắc mắc ở cái chỗ vị trí đầu tiên mà mình lấy cái cốt điểm này để ghép được thành công một cái cầu thang xoắn nhé. Vì sao mình phải trừ cái đoạn này là tận 27 28 phân? Thì đầu tiên là mình đóng cái gạn này, mình đóng cái gạn cây này, cây trụ thẳng này. Đấy, ví dụ gian cầu thang nhà bạn là 2 mét đấy hoặc hơn chẳng hạn, nhưng mà mình ví dụ đây là 1 mét thì bạn chia đôi ra, bên này là 1 mét nhé. Đấy, bên này là 1 mét, bạn chia đôi cái sợi, chia đôi chỗ này ra làm một cái sợi dây ở đây, bạn chia đôi ra để lấy cái tim ở đây. Còn cái điểm mà bạn muốn lấy cái chiếu nghỉ bờ bậc xoáy này ấy, ví dụ là từ đây sang đây bạn muốn lấy cái chiếu nghỉ này là 1 mét thì bạn chỉ lấy 90 cho mình thôi nhá. Đấy, thì bạn lấy cái tim này cho mình là 90 thôi. Còn nếu như bạn mà muốn lấy cái bậc xoáy này 1 mét mốt thì bạn phải lấy cái tim từ tường ra từ cái bậc xoáy này cho mình là 1 mét nhá, để mai kia nó thành 1 mét mốt nhá. Đó, xong bạn căng dây hai bên, bạn lấy được cái tim, tim cái cột này. Xong lấy được cái tim cột này rồi thì bạn bắt đầu đặt cái cây này. Đấy, đặt cái cây này ra bên ngoài cái tim này nhá. Đấy, bạn nhớ đặt cho mình cái gốc cây này ra bên ngoài cái này, cái tim này, để mai kia bê tông nó đổ xong ấy thì nó sẽ nảy ra ngoài này, nó sẽ đủ số đo cho bạn. Đấy, các bạn cứ ghép như thế này theo cho mình, đảm bảo thành công 100% nhé. Đấy, đây là cái vị trí cái cây cột nhá. Đấy, ai còn thắc mắc về cái vị trí cây cột này nữa thì cứ vào xem cái livestream này của mình sẽ chỉ cho các bạn nhé. Đấy, đây là cái điểm lấy vị trí cho cầu thang xoáy ấy, cầu thang xoắn nhá. Tiếp theo mình quay lại cái lấy cái vị trí đầu tiên ở đây, vì sao mà mình phải trừ đi tận hai mấy phân đó. Đầu tiên thì mình sẽ trừ đi 10 phân bê tông. Đây, 10 phân bê tông. Và tiếp theo mình sẽ trừ đi cái cổ bậc. Ở đây mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bậc thứ 6 là bậc xoáy nhá, là bậc chéo này. Bậc thứ 6, thứ 7 đổ lên là bắt đầu quay ra bậc chéo rồi. Mình chỉ có 5 bậc vuông ở dưới thôi. Đây mình đang lấy mô hình ví dụ thôi. Đấy, còn thực tế thì bao nhiêu bậc là tùy các bạn nhá. Đấy, còn cái vị trí đầu tiên này mà mình muốn nói với các bạn đó là mình trừ đi 10 phân bê tông ở đây. Đấy, mình ghép như thế này. Sau khi mình ghép xong thì cái điểm từ đây bê tông nó sẽ lồi lên. Đấy, nó sẽ nảy ra là 10 phân bê tông. Và sau khi mình xây, mình sẽ lấy được cái cổ đây. Ví dụ như ở đây là cái cổ 17. Đấy, khi mình bảo các bạn ấy là các bạn ghép ghép côn cốt pha ấy, mình lấy cái điểm này, ví dụ bạn muốn lấy cái, bạn lấy 5 bậc này cộng 16 bậc này là bậc chéo này là bậc thứ 6 nhé nha mọi người nhé. Bậc chéo này là bậc thứ 6 và bạn sẽ ghép cho mình như sau. 6 bậc này mình vừa làm vừa vừa chỉ cho các bạn, vừa quay lên nó hơi bị zoom một tí nhé, các bạn thông cảm. Bậc số 5, bậc số 6 thì từ cái bậc số 6 này bạn sẽ, bậc số 6 này này, đấy bạn sẽ nhân với cái cổ 17 này cho mình. Đấy, nó được cái số đo bao nhiêu. Ví dụ bạn lấy được cái bậc số 6 này là bậc chéo đầu tiên nhá. Đấy, ví dụ như là nó được 1 mét thì mình phải trừ đi 27 phân, là mình sẽ trừ đi đây này, mai khi hoàn thiện của mình là bậc số 6 này là 1 mét chẳng hạn, thì mình sẽ trừ đi cái cổ này là 17 này. Đấy, xong lại trừ đi tiếp 10 phân bê tông này nữa, bạn hiểu chưa, nó là 27 phân. Đấy, thì nó chỉ còn lại là 73 cm nữa thôi. Đấy, xong bắt đầu mình mới ghép cái điểm đầu tiên này là 73 cm. Sau đó bạn gióng sang bên này, gióng sang cái sàn này nhá, gióng sang cái sàn này. Nhưng cái sàn này bạn phải đóng cái gạn vào bên trong nhé. Đây này, đấy, cái gạn đầu tiên mà mình ghép ấy là bạn phải đóng vào bên trong cho mình. Đấy,
đóng vào trong cái sàn này nhá. Đấy, đây này, đó, đóng vào bên trong cái sàn này. Mai kia đổ bê tông ấy, nó đẩy ra bên ngoài này, là vừa nhá đây này. Mình ghép này, mai kia đẩy bê tông bên này, là vừa nhá. Đó, cái đặc điểm này bạn bắt buộc phải 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 ghép vào bên ghép vào mặt trong nhá, để lúc mai kia đổ bê tông ra là vừa. Xong mai kia ấy lên cái điểm xoáy thứ hai này, đây này, đây nhá, cái gạn này đầu tiên bạn đóng mắt trong thì mai kia lên cái bậc trượt, cái hết hết cái điểm chéo nhá, hết cái điểm chéo số 2 này, hết cái điểm chéo số 2 này đó, thì bạn phải đóng cái bản trượt đi lên sàn là bạn phải đóng ra ngoài nhá, bạn phải đóng ra ngoài này nhá để chéo lên nhá. Đấy, ở dưới này thì bạn đóng vào bên trong, còn ở trên thì bạn phải đóng ra bên ngoài để kéo lên. Đấy, các bạn hiểu chưa? Đấy, nên mình mới bảo các bạn là các bạn thì thắc mắc với mình là tại sao chỗ này chứ phải trừ đến tận 20 phân là ở chỗ đó nhá. Đấy, ví dụ chỗ này là 8 bậc chéo thì mình sẽ lấy 8 bậc đó nhân với cái cổ 17 bằng bao nhiêu, sau đó mình sẽ trừ đi cái số cổ này và cái bê tông này thì mình mới ghép ghép xong. Mai kia bê tông nó mình để cái gạn ở bên trong này thì lúc bê tông nó đổ nó sẽ nảy ra ngoài. Đó, nó đẩy ra ngoài với 10 phân thì nó sẽ đủ cái số đo là 1 mét, cái bản xoáy của mình sẽ được 1 mét đều nhá, so với cái bản thang này nhá. Đấy, thế nên mình bảo là các bạn tính cái bậc đầu tiên của cái bậc xoáy này là bao nhiêu thì mình trừ xuống. Mai kia mình xây cái điểm đúng cái điểm cái gạn này đẩy ra đó và đo trong tường ra là 1 mét, xong bắt đầu bạn xây lên cái bậc chéo đầu tiên cho mình. Đấy, xong các bạn cứ đóng lân dần lên, ví dụ như chỗ này là cái gạn đầu tiên ở đây. Đấy, xong bạn làm cổ 17 chẳng hạn, bạn đã đo từ cái điểm gạn đó lên tới cái điểm này bằng vạch 17 phân. Xong bạn lại đóng cái gạn đây này, xong bạn lại đóng cái gạn chạy ra bên kia đánh thăng bằng ở đây. Bạn lại đóng cái gạn thứ hai cho mình. Đó, sau khi đó bạn lại lấy từ cái điểm này. Từ cái điểm này bạn lại đo lên 18 phân, à 17 phân. Bạn lại đo tiếp người lên 17 phân, xong bạn lại đóng cái gạn này vào trong tường kia. Lại đánh thăng bằng xong đánh vào. Chứ nhân lên bạn muốn làm mấy cái bậc xoáy liên tục, bạn muốn làm mấy bậc xoáy thì bạn đóng từng đấy cái gạn nhá. Chứ mỗi một cái gạn này là một bậc này, hai bậc này cho đến 5 6 7 8 9 10 bậc. Đấy. Bạn nhớ chia đều cái khoảng này nhá. Ví dụ bạn muốn làm 8 bậc xoáy thì bạn phải chia đều từ đây vòng cho đến cái điểm tường bên này. Ví dụ bạn muốn làm 6 bậc xoáy thì bạn sẽ phải chia đều ra như thế cho mình. Đấy, xong lúc mà bạn đóng đóng thêm gia cố thêm để cho cái điểm xoáy này nó được mượt mà hơn, nó không bị sệ nhá. Đấy, về sau nhá. Đấy, còn bạn nào mà còn thắc mắc gì về cái điểm xoáy này. Đấy, cái điểm mà ghép cốt pha mà ở cái điểm bắt đầu tiên này thì có thắc mắc gì thì cứ comment phía dưới cái video này. Mình sẽ chỉ luôn cái vì sao mà chỗ này phải lấy như thế nhá. Đấy, còn cái cột này thì vì sao mà mình phải để ra bên ngoài này nhá. Đấy, vì sao mình phải để ra ở bên ngoài như thế này. Đấy, mọi người nhìn thấy. Đây là cái tim của nó. Mình phải để cái cột này ra bên ngoài tim. Mọi người hiểu chưa? Đấy, mình sẽ lấy nét cho mọi người xem. Đấy, vì sao mình phải để ra bên ngoài tim như thế này. Đấy, để mình đóng cái gạn đầu tiên ở đây này. Đấy, nảy ra đây là vừa. Đấy, còn anh em nào thì có thắc mắc thì chứ có bên phía dưới nhá. Đấy, anh em nào xem livestream thì thông cảm cho mình, giọng mình hôm nay hơi bị khàn và mình quay vừa chia sẻ cho anh em trên cái mô hình này là nó hơi bị run. Đấy, anh em thông cảm. Đấy, đây như anh em có thể thấy những cái trượt đầu tiên này thì nhiều bạn bảo là anh sao anh trừ cốt trừ kia các thứ, như mình khẳng định với mọi người là không phải trừ bất cứ cái cốt gì nhá. Mình chỉ cần lấy ví dụ như chỗ này là 3 mét, 3 mét nhá. Đấy, 3 mét ở đây thì mình chỉ cần trừ lại, lúc mình ghép mình chỉ trừ lại 10 phân, mà cái đổ bê tông nó đẩy ra đúng cái vị trí 3 mét cho mình là ok nhá. Đó, chứ mình không phải là phải trừ cốt nền xuống hay là lên gì đâu nhá. Mình chỉ trừ cái điểm khoảng rộng này thôi, là trừ lại 10 phân thông tin cho mình thôi. Đấy, các bạn cái yếu tố quan trọng nhất các bạn chỉ cần lấy được cái chuẩn cái số đo đầu tiên ở chỗ cái điểm xoáy số 1 này này, là tất cả cái cầu thang này từ dưới đất này cho lên tới chiếc đỉnh này để lên mặt sàn trên này này, đấy là các bạn sẽ thành công 100%. Đấy, quan trọng bạn lấy cây này chuẩn, dọi thẳng chuẩn, và lấy cái điểm này chuẩn là ok nhá. Đấy, là ok hết nhá mọi người nhá.
Đấy. Còn anh em làm còn thắc mắc gì thì comment phía dưới cho mình. Đấy. Buổi livestream này của mình đây chỉ dành cho mọi người 1-2 phút để chủ yếu là anh em lấy được cái điểm này. Lấy được xong cái điểm đầu tiên đứng bước lên bậc xoáy này là cả cái cầu thang này anh em ghép thành công tất. Đấy. Anh em cần quan trọng lấy được cái điểm xoáy đầu tiên này này. Đấy, cái điểm đầu tiên đây. Đấy, anh em đo chuẩn cái điểm đầu tiên này, anh em trừ xuống cho mình cổ 17, anh em mình trừ cho mình 27 phân, mà cổ cổ 18 anh em trừ cho 28 phân cho mình là ok nhá. Đấy, anh em nào chứ xem video này mà còn không hiểu chỗ nào, invoice trực tiếp Facebook cho mình sẽ tư vấn thiết kế cho anh em từ cầu thang cho đến nhà ở nhá. Đấy, mong anh em là ủng hộ cái kênh của mình bằng một lượt đăng ký và một lượt like để mình có nhiều động lực hơn để giúp đỡ anh em nhé. Có rất nhiều anh em là đã nhắn tin Facebook và xin số điện thoại của mình đấy để nhờ mình giúp đỡ, thì mình cũng rất là cảm ơn anh em và cũng rất là muốn giúp đỡ anh em để cho anh em nó có thể làm được cái cầu thang một cách đơn giản nhất, cụ thể nhất đấy. Nhưng mà mình thì cũng phải dậy từ lúc 4 giờ để ăn cơm chuẩn bị là đi công tác đi làm nhé. Mình đi làm cả ngày đấy, 7 giờ mình mới về đấy, tận 8 giờ mình mới ăn cơm xong thì 9 giờ mình còn phải con cái nữa nên không có nhiều thời gian lắm. Nhưng mà anh em mà đã có nhu cầu mà muốn mình giúp ấy, thì mình rất là sẵn sàng nhé để có thể giúp đỡ anh em đấy. Chỉ cần anh em hiểu mà làm được là mình rất là mừng nhá. Đấy. Đấy anh em còn cái thắc mắc gì không? Ai có thắc mắc gì thì cho mình xin một chấm đi ạ. Cho mình xin một chấm và một lượt like đi. Chứ anh em chứ vào xem livestream của mình xong rồi thoát ra. Nhiều bác chứ bảo là hướng dẫn cầu thang xong, xong xem những cái video khác thì các bác toàn hủy đấy. Chứ bảo hủy đăng ký xong lúc đôi khi lại đi vào đây tìm mãi không thấy nick của em ở đâu. Không xin được số điện thoại của mình không cho số điện thoại cũng giận, cũng đi hủy đăng ký kênh của mình. Đấy. Anh em mà yêu quý mình thì đăng ký, mà không yêu quý là thôi đấy. Mình chứ anh em chứ đăng ký xong lại hủy, đăng ký xong lại hủy, mình nhìn rất là nhiều cái trường hợp như vậy rồi nhá mọi người nhá. Đấy, mình chỉ mong anh em mà xem cái buổi livestream này có thể hiểu được nhá, là mình rất là mừng nhá. Đấy, mình xin kết thúc buổi livestream tại đây, chúc anh em buổi tối vui vẻ nhá.